Chào mừng các em đã quay lại với tiết học ngày hôm nay. Các em thân mến, trong cuộc sống, có khi nào các em đã gặp những người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn chưa? Nếu gặp, khi ấy các em sẽ làm gì? Giúp đỡ họ hay bỏ mặc nỗi đau của họ? Vậy ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài tập đọc mang tên Người ăn xin của nhà văn Nga Tutkiy nhé. Để xem cậu bé trong bài tập đọc này đã ứng xử với ông lão ăn xin như thế nào, các em nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ bước sang phần luyện đọc. Các em cho cô biết, bài tập đọc này chúng ta chia thành mấy đoạn? Bài tập đọc này cô sẽ chia thành 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu đến cầu xin cứu giúp. Đoạn 2, tiếp theo đến không có gì để cho ông cả. Đoạn 3 là phần còn lại. Khi đọc đoạn 1, các em cần chú ý các từ sau: lọt khọm, gian rụa, sưng húp, rên rỉ. Ở đoạn 2, các em chú ý các từ sau: lẫy bẫy, run rẩy. Ở đoạn 3, chú ý các từ ướt đẫm, khản đặc. Cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc một số từ sau. Lọt khọm, chú ý vần om. Lọt khọm. Cô mời các em đọc lại từ này. Tiếp theo, gian rùa, âm đầu âm gì? Gian rùa. Cô mời các em đọc lại từ này. Sưng húp, tiếng sưng, âm đầu âm sờ. Tiếng húp, vần úp. Cô mời các em đọc lại từ này theo cô. Sưng húp. Rên rỉ, âm đầu là âm r. Cô mời các em đọc lại từ này theo cô. Rên rỉ. Lẫy bẫy, từ này các em chú ý cho cô vần ấy. Lẫy bẫy. Cô mời các em đọc lại từ này. Ướt đẫm, tiếng ướt, các em chú ý âm cuối âm tờ. Tiếng đẫm, vần âm, thanh ngã. Ướt đẫm. Cô mời các em đọc lại từ này. Tiếp theo, khản đặc, tiếng khản, vần an, thanh hỏi. Tiếng đặc, vần ắc, thanh nặng. Khản đặc. Cô mời các em đọc lại từ này. Khi đọc, các em cần nhấn giọng ở một số từ ngữ cô đã gạch chân và ngắt nghỉ hơi đúng ở những câu văn dài. Cô mời các em lắng nghe cô đọc. Chao ôi, cảnh nghèo đói đã gặp nát con người đau khổ kia, thành xấu xí biết nhường nào. Cháu ơi, cảm ơn cháu, như vậy là cháu đã cho lão rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu một số từ ngữ khó có trong bài. Lọn khọm là dáng vẻ già yếu, lưng còng, chậm chạp. Đỏ đọc là rất đỏ, như có pha sắc máu. Gian rụa là nước mắt tràn ra nhiều, không kìm được. Thảm hại là dáng vẻ khổ sở, đáng thương. Chăm chăm là nhìn chăm chú, lâu không chớp mắt, có ý dò hỏi. Lẫy bẫy, run rẩy là yếu đuối, không tự chủ được. Khản đặc là bị mất giọng, nói gần như không ra tiếng. Bài này đọc với giọng nhẹ nhàng, thương cảm. Lời của cậu bé xót thương ông lão. Lời của ông lão xúc động trước tấm lòng của cậu bé. Cô mời các em lắng nghe cô đọc bài Người ăn xin. Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lẩm khẩm đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ đập và ràn rụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại. Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặp nát con người đau khổ kia, thành xấu xí biết như nào. Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Ông rên rỉ cầu xin cứu giúp. Tôi lục tìm hết túi nọ, túi kia. Không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài sản gì. Người ăn xin vẫn đợi tôi, tay vẫn chìa ra,
run lẩy bẩy. Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia. Ông đừng giận cháu. Cháu không có gì để cho ông cả. Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nụ cười. Và tay ông cũng siết lấy tay tôi. Cháu ơi, cảm ơn cháu. Như vậy là cháu đã cho lão rồi. Ông lão nói bằng giọng khản đặc. Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng, cả nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão. Theo tuốt ghê nhép. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần tìm hiểu nội dung bài. Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào? Các em hãy tìm giúp cô những hình ảnh về ông lão ăn xin mà tác giả đã miêu tả trong bài. Hình ảnh ông lão ăn xin, dáng vẻ già lọm khọm, đôi mắt đỏ đọc ràn rụa nước mắt, đôi môi thì tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại, bàn tay thì sưng húp bẩn thỉu, giọng nói rên rỉ. Các em thấy, ông lão ăn xin vô cùng đáng thương và tội nghiệp. Vì nghèo đói mà ông trở nên xấu xí khốn khổ. Vậy thì cậu bé đã thể hiện lòng thương cảm của mình với ông lão ăn xin bằng những lời nói và hành động nào? Chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu ở đoạn văn thứ hai. Đứng trước sự đáng thương và những lời rên rỉ van xin của ông lão, cậu bé đã có những hành động và lời nói như thế nào? Các em hãy tìm giúp cô những chi tiết trong bài mà tác giả đã miêu tả về hành động và lời nói của cậu bé. Đúng rồi, hành động. Cậu lục tìm hết túi nọ, túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay. Cậu nắm chặt lấy bàn tay ông lão. Cậu nói, ông đừng giận cháu. Cháu không có gì để cho ông cả. Khi cậu bé không có gì giúp đỡ ông lão, cậu nắm chặt lấy bàn tay ông nói, ông đừng giận cháu, như một lời xin lỗi. Vậy hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu đối với ông lão ăn xin như thế nào? Đúng rồi. Hành động và lời nói của cậu bé chứng tỏ cậu chân thành thương xót cho ông lão, tôn trọng ông và muốn giúp đỡ ông lão. Qua đây, chúng ta thấy rằng cậu bé có tấm lòng nhân hậu. Vậy ông lão ăn xin đã nhận được gì của cậu bé? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang đoạn 3. Cậu bé không có gì cho ông lão, nhưng ông lại nói, như vậy là cháu đã cho lão rồi. Em hiểu cậu bé đã cho ông lão cái gì? Đúng rồi. Ông nhận được tình thương, sự thông cảm, sự tôn trọng của cậu bé qua hành động, cố gắng tìm quà tặng. Lời xin lỗi chân thành, cái nắm tay rất chặt. Theo em, cậu bé đã nhận được gì ở ông lão ăn xin? À, cậu bé đã nhận được ở ông lão ăn xin, lòng biết ơn, sự đồng cảm. Vậy ông lão ăn xin và cậu bé tưởng chừng như không có gì để cho nhau. Nhưng họ đã trao cho nhau thứ quý giá nhất của con người, đó là tình người. Nhưng dù hôm nay, ông lão ăn xin không nhận được thứ gì có giá trị về vật chất, nhưng ông đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó chính là một động lực để ông tiếp tục cuộc sống của mình. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong 3 đoạn của phần đọc hiểu. Qua bài này, ca ngợi cậu bé có tấm lòng nhân hậu, biết đồng cảm, thương xót trước nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện đọc hay. Khi đọc đoạn này, các em cần chú ý lời của cậu bé và lời của ông lão, những giọng ở một số từ ngữ in đậm. Các em hãy lắng nghe cô đọc. Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia. Ông đừng giận cháu. Cháu không có gì để cho ông cả. Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười.
và tay ông cũng siết lấy tay tôi. Cháu ơi, cảm ơn cháu. Như là cháu đã cho lão rồi, ông lão nói bằng giọng khản đặc. Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão. Qua bài này, giúp em hiểu điều gì? Đúng rồi các em ạ. Con người phải biết yêu thương và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Cô hy vọng sau khi học bài này, các em sẽ học được đức tính nhân hậu của cậu bé, biết thông cảm và chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là những người có số phận bất hạnh, không gặp được điều may mắn trong cuộc sống. Vậy bài học hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Về nhà, các em đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Chuẩn bị bài mới, Một người chính trực, sách giáo khoa, trang 36, các em nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi.